Thế giới xe đạp điện Phương Nam kính chào quý khách nha. Tiếp sau đây Phương Nam xin giới thiệu đến tất cả anh em quý khách một dòng xe đạp điện đời mới nhất tại thị trường Việt Nam. Đây là một trong dòng xe được ưa chuộng nhất nha. Anh em nào có nhu cầu liên hệ giúp mình nha. Rồi, đây là form xe. Rồi, tiếp theo đây thì mình sẽ giới thiệu sơ qua về chiếc xe nha, chi tiết nha. Đầu tiên, ấn tượng là một bộ đèn LED 4 bóng nha. Siêu ngầu luôn, tí nữa mình sẽ bật đèn sáng cho anh em luôn. Đó. Thứ hai là chỗ này thì mình để giỏ ba ga đều kia là gắn giỏ ok hết nha. Vỏ không ruột nha. Liền nhôm nha. Liền nhôm này nó có giá liền đốt liền sắt nha quý vị nha. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu về đèn đây. Đồng hồ này. Đấy, bật lên nha anh em. Đấy, hiển thị này, rất là đẹp luôn. Đấy, chạy này, thấy chưa? Đấy. Ok. Báo pin, báo tốc độ ô đồ chạy bao nhiêu km nha. Bây giờ mình sẽ ga cái là chạy luôn này. Xe này nó rất là sướng cái chỗ này này. Đó. Đây, tốc độ chạy có khả năng là được gần 50 nha. Đấy, 41 km/h. 41-42 km này. Đấy. Đấy, nghe êm ru luôn quý vị ơi. Đấy. Ok. Và đây, mình sẽ bật đèn và xi nhan cho anh em mình cùng xem nha. Xi nhan này. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, xi nhan này. Còi. Đèn LED đây. Đấy, anh em ấn tượng chưa? Bộ LED cực kỳ đẹp này, thấy chưa? Đó, 5 ngôi sao màu đỏ này. Chiếc LED màu đỏ và 1 2 3 4 bóng đèn LED. Đèn này đi đêm cực kỳ sáng nha. Đấy, con em đi học cái đi chị em phụ nữ đi chợ đi là được bao la. Đấy, đèn sáng cực kỳ luôn. Rồi, mình sẽ giới thiệu sơ qua về cái bộ chống trộm cho anh em này. Đấy, cái này mình tắt khóa nha. Đây, nó có hai chìa khóa và hai đầu mốt. Đấy, cái này là đề từ xa không cần dùng chìa khóa luôn này. Ấn hai cái nha. Đấy là hệ thống mở, chúng ta chạy luôn. Đấy, đấy, km lên này. Đấy, chạy luôn nha. Khi chúng ta tắt, chúng ta chỉ cần ấn lên một cái thôi. Đấy, rồi, ok. Đấy, rồi khi các bạn chỉ cần cái này có hệ thống chống trộm này. Nên là con em đi học, đi làm hay đi chợ là để rất an tâm nha. Các bạn chỉ cần ấn lên một cái này. Đấy là nó sẽ tít một cái khi người ta đụng vào xe đi là nó sẽ hú này. Đó, thấy chưa? Hú ầm lên luôn. Và khi chúng ta chỉ cần ấn lên một phát là nó mới tắt được nha. Đấy, ok. Đây là hệ thống chống trộm nha quý vị ơi. Đó. Rồi, thì bây giờ mình sẽ đi chi tiết về xe nha. Đây, form xe. Đó. Yên này, trong yên để được áo mưa, để được đồ nha. Tay cầm tay lắm rất là chắc chắn nha. Phuộc đằng sau là phuộc hơi này. Đấy, phuộc rất là tốt. Đó, bánh đặc này. Đấy, xe thì cực kỳ ok luôn anh em nha. Đấy, có người sau có chỗ để chân. Xe này chở có thể được hai người lớn nha. Đi vi vu luôn quý vị nha. Đấy, tem này. Đấy, mẫu mới nha. Đấy, xe thì đủ màu sắc xanh đỏ tím vàng nha. Màu đen, màu vàng, màu xanh. Đấy, màu đỏ đủ màu cho anh em mình lựa chọn nha quý vị nha. Đó. Cửa hàng thì đây là form xe này. Cửa hàng có hỗ trợ trả góp. Đấy, ship xe các tỉnh Bắc, Trung, Nam cho quý vị luôn. Đây là form xe này. Đấy, rất là đẹp nha quý vị. Đấy, anh em cần thì liên hệ sớm, nhà mình còn đa dạng mẫu xe nha. Đó, thích xe nào là chúng ta có thể alo cho mình xe đó nha. Rồi, cảm ơn anh em quý khách rất là nhiều nha.